bạn muốn mua tivi đến điện máy xanh, còn bạn muốn mua robot giá rẻ, ok hãy truy cập vào shop tuyengrob.com. Tại đây robot cực kỳ giá rẻ và uy tín và chất lượng nhé anh em, nhớ ủng hộ shop nha. Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là đi đây. Và hôm nay thì mình cuối cùng mình cũng đã có bạo chúa Kuma rồi nha bạn. Trời ơi là trời, quay được đúng trong 10 lần đó, đừng có đùa nha bạn. Đó, bạn thấy Kuma của mình chưa? Mình còn đúng có 500 mấy cái game của mình luôn nè. Thôi trời, trời nhìn chân gấu kìa. Trời, bữa giờ ôi, ăn trái quỷ này vô là một chân gấu ngay tay luôn hay sao các bạn ơi nè. Bữa thì chứ. Mà bạo chúa Kuma này bự ghê bạn. Các bạn nhìn cái chỗ mà, cái khung này nè. Trời ơi, bèo nguyên cái mặt ra luôn á trời, che hết luôn cái chỗ đó luôn. Đó, bạo chúa Kuma nha. Thức Vũ Hải. Rồi bây giờ mình sẽ đi review cho bạn coi nha. Sẵn mình review cái cục ngọc này luôn cho bạn nha. Đây nè. Đó. Cái cục ngọc này là búp X2 đam nha bạn, là búp 100% đam á. Là kiểu X2 đam mấy bạn vừa mới đặt ra nha bạn nè. Nó ghi nè, búp nè, Intigio Spam nè bạn, là khi mấy bạn vừa mới đặt ra thôi chứ không phải là búp từ đầu tới cuối nha. Là giống như mình mới vô là mình có 178 đam nè, đó, Kuma nha. Thì khi mình đặt xuống là mình sẽ được X2 178 cộng thêm 178 đó, kiểu vậy. Đó. Rồi khi các bạn nâng lên thì vẫn vậy nha bạn, không có X2 nữa nha, chỉ X2 lúc mà mới đặt ra thôi. Là các bạn nên chọn con nào mà mạnh á cho cái cục này, cho thủ đầu ngon như mình, thí dụ như con 0.1 này nha các bạn. Đó. Cái con 0.1, cái con không ở lộn, 0.1 giây lúc lên mát á, con này có 0.5 bạn thấy không? Nhưng mà đam nó quá yếu, thủ đầu không có ngon. Đó, muốn thủ đầu ngon mạnh chỉ cần để vô cục ngọc này là mới vô được tới 100 từ 70 nha, tính 70 cho tròn nha các bạn, là mới vô được 140 đam luôn, 0.5 giây các bạn thấy chưa? Đam rất là mạnh luôn á. Kiểu vậy. Rồi, thì mình sẽ sẵn mình đi kéo bo tiếp nha các bạn. Để coi coi Kuma mạnh như thế nào nha các bạn. Tại có nhiều bạn, rất là nhiều bạn comment mình là review Kuma luôn á, kiểu vậy. Đó. Không biết Kuma để coi như thế nào mà các bạn kêu mình review Kuma quá. Rồi. Để vô coi. Đánh với lại Titan luôn à. Bo đi tới Titan nhanh ta, bữa mới kéo cái ải gì My Hero mà nhảy lên Titan rồi. Nhanh đấy, nhanh đấy. Vô thôi. Để coi Kuma mạnh như thế nào đây. Tại vì nghe nói Kuma mạnh, mấy bạn toàn comment là Kuma cực kỳ mạnh luôn, mạnh nhất bài update luôn mà. Đó, để coi coi có phải không nha các bạn. Rồi, mới vô thì mình chưa có đủ tiền đặt Kuma nữa bạn. Ôi, Kuma mới vô, ôi đi bên normal thôi, đi cho dễ. Đó, Kuma mới vô đánh ao chú V luôn nè, có chút ép vậy. Bữa vậy. Vậy thôi, mình cứ nuôi tiền nha các bạn. Bo trong bo đét. Đó, mình vẫn cứ nuôi tiền như bình thường thôi. Rồi dặn nhỏ tiếng tí cho đỡ. Rồi. Tới quay năm là mình đặt Kuma là đẹp nha bạn. Tới Kuma mình đặt mình nâng lên đánh quái bay luôn. Tại vì Kuma hình như đánh, nghe nói là đánh quái bay được mà các bạn, kiểu vậy. Rồi. Chạy ra nè, ô quên auto net đi chứ. Tự nhiên tắt chi trời. Auto net cho dễ. Rồi. Đi thôi. Đặt đầu luôn nè. Đặt đầu net cho dễ. À, ôi. Thầy Naoto của bo lên 80 nè, thủ dễ rồi, quá mạnh rồi, lo gì nữa. Đó. Bây giờ mấy Titan này cũng dễ các bạn, không sao đó. Đó, có 52 máu rồi, trời ơi mà thầy cũng ngon, ông thầy này, ông thầy tiên nhân này mới vô tới 232 luôn nè. Đam to lắm. Ơi ơi, quên, nâng lên. Nâng lên. Hên quá kịp bạn ơi, hết hồn. Nâng kịp. Nô hết vô của Buma với lại ông này luôn. Với ca nho luôn. Coi tiền lên lần búp bao nhiêu nha bạn. Nuôi hai cái búp tiền đã lắm á trời. Thực sự tiền phải gọi là tiền dư giả luôn á. Búp lần 40 mấy ngàn. Đó là mình đặt được như hai Kuma mát luôn á. Rồi. Giờ tiếp tục đợi nét thôi. Đợi nét đủ tiền thôi. Bo thủ đầu vẫn ổn mà. Mình là mình đợi tới quay năm mình đặt nha bạn. Đó, đợi tới quay năm mà đặt. Đó, cứ tự nét thôi. Tiền lên liền. Rồi, thủ nổ không vậy? Đó, thôi lửa, đúng rồi, hay quá. Thôi lửa hợp lý. Đó. Đặt đây luôn nè, mấy con này đi chậm nè, đặt một ống đây luôn nè. Thủ cho dễ luôn, cho kiếm tiền nhanh luôn. Đó, khỏi cần phải đợi xuống dưới lâu. Đó, các bạn không? Giờ mình không có đủ tiền nè. Đặt ổng ở đây là ngon nè, đặt ổng ở giữa nè, đúng rồi, giữa nè. Giữa đây cho ổng quánh quyền của chỗ luôn mày. Đã lắm á. Không biết đặt đây được không? Đặt được không? À không được. Bởi vậy đặt được dễ, game dễ quá bạn.
Mà tầm ông 71 mà chắc đặt đây nè, đặt đây 71 cũng được đó chứ. 71 đam xa lắm á. Rồi. Mát Puma với ông này luôn. Với ông SK Nho. Đó, sắp quay năm rồi nè. Mà quái ba chứ mình nghĩ ra sao lâu lắm các bạn, không sao đâu. Puma nghe nói cũng mắc mà. Puma mắc lắm. À hồi nãy là 178 đúng không? Từ từ để mình đặt ra thử nha. Đây mình đặt ra thử nha, coi bao nhiêu nha. Đó mày thấy chưa, là mới vô cái lần đầu tiên mình vừa mới vừa đặt ra thôi á là được 350 mấy luôn nè. Đó 357 nè. Là đi X2 lúc mà mình vừa mới đặt xuống đó nha. Chứ không phải X2 mà từ đầu tới cuối á. Mình cứ tưởng là X2 từ đầu tới cuối là bá lắm luôn các bạn. Giống như Kuma. Kuma mình thí dụ nha. Ở lòng mình thí dụ như con Death Note đi. Death Note là mát là bút đam luôn nha, là 107 đúng không? Như 107 đam đó. Mà X2 lên cái là 200.000 đam kiểu vậy, nhưng không phải. Kiểu vậy nó bá quá kiểu vậy. Nên chỉ có mới vừa đặt ra thôi, tính mới vừa đặt ra thôi. Mà mới vừa đặt ra nó cũng đam to mà. Đúng không ta? Mới vừa đặt ra nó đam cũng to đó chứ đâu có đùa được. Đó. Ít nhất nó cũng được lên được 120 hay 130 đó. 120 hay 130 đam. Thay vì 107. Rồi. Đây là Buma. Đó, thì mới vô là mình 357 đam nha. 4 giây. Tầm 24 và AOE chữ V. Mà chữ B này khá là nhỏ nha bạn, chữ B này mới vô thì khá là nhỏ luôn. Quái bài chưa, quái bài đây, quái bài ra kìa, rồi mình nâng lên nha. Đây, 550 nè, là lên được tới 767 nha. Từ từ mình nâng lên trước nha, lát hồi mình sẽ đặt lên trên trước nè, để coi skill sao, tại bo nó chặn hết của mình rồi. Đó, rồi 767 rồi nè. Ui, đam đã vậy, tổ tiên nâng rẻ lắm nha. Nãy nhiêu nãy 500 đúng không ta? Nãy 500 thì 600. Có lên 1.300. Rẻ dữ vậy. Đó, 2.300 là đổi 4.000 đam. 5 giây vào chữ V vậy rồi nha bạn. Rồi bây giờ mình nâng lên cái gì nè. Bao sóc nữa bạn. Bao sóc 2.300 lần. Ồ, 2.300 lần, mắc quá à. Từ từ, vậy có quái bay chưa tới các bạn, còn lâu. Mà cộng thêm 28 tâm. Trời, cái gì vậy? Trời, cái gì mà bự. Thôi xong rồi, đúng thiệt rồi bạn ơi. Con này đúng là cái con mạnh nhất update thực sự rồi bạn ơi. Con Kuma này nè, mạnh nhất update thiệt luôn á. Tại vì mình chưa thấy cái con nào mà cái dòng nó bự như vậy luôn bạn. Cái dòng AOE vòng tròn này nè, cái dòng đúng bự luôn á, trời, nó bự cho bá lửa luôn kìa. Đó, cái AOE lạ nha bạn, cái này AOE vòng tròn á, bự cho bá lửa luôn. Đúng mạnh thiệt chứ, không thể tin được như đam rồi. Giờ là 6 giây nha bạn, trời ơi, 7.000 đam rồi kìa. Phải chưa. Đó, từ từ lát hồi mình sẽ đặt lên mình coi từng chiêu của Kuma sao nha các bạn. Đó, để coi từng chiêu Kuma sao, bây giờ mình nâng để thủ quái bay trước đã. Rồi, SK Nho này mát nè, giờ còn Kuma nữa là xong. Rồi, Kuma. Đó, rồi, giờ mình sẽ đặt Kuma ở đây nha các bạn. Đặt Kuma ở đâu ta, ở đây đi. Ở đây đi, đây đi nha, đây đi. Đó, đây nè. Định lách luôn. Mới vô Kuma làm gì đây. Để coi nha. À, cái chiêu ít trong lóc rút đó bạn, chiêu ít trong lóc rút đó. Đó, em chiêu, ôi nhìn bắt cười thiệt luôn các bạn. Chuẩn Kuma nhìn nó kiểu cute sao các bạn, đúng không? Kiểu nó nhìn nó cute sao, nhìn bựa sao á trời. Đó không? Cái mặt thì không dễ thương các bạn, đó các bạn thấy không? Mặt thì không có cute nhưng mà cái kiểu đánh với lại cái cháo bao các bạn là kiểu dễ thương mà. Đó. Đó thấy chưa? Chiêu. Rồi tiếp tục mình nâng lên nha. 550 nè. Còn có gì khác không? Vẫn vậy nha bạn, dậm chân xuống rồi đánh ra mấy cục thôi. Rồi. Tiếp tục 600 nè. Gì nữa không? Khác biệt không? Rồi vẫn vậy nha bạn, chưa khác gì luôn. Từ từ, có cái tiếng gì đâu ra to ghê trời. Trời ơi cái tiếng. Nhận nhỏ lắm rồi đó, volume. Trời ơi, nhỏ vậy mà vẫn còn to. Rồi tiếp tục nè. Bao xuất là cái gì đó? Làm gì đây? Làm gì vậy? Dậm xong rồi đẩy nguyên cái chân gấu nữa bạn đó. Đẩy nguyên chân gấu xuống đất luôn. Wow. Đó, ngon nha. Được á. 4.000 đam rồi nè, 5 giây rồi nè. Ui, con Kuma này ngon thật sự luôn á bạn. Mạnh kinh khủng. Rồi, bây giờ cái lần nâng mà làm cho Kuma mới gọi là mạnh nhất nha bạn. Đó, cái lần nâng này nè, là giúp Kuma có thể đánh được quái bay nè. Tăng tầm rất là nhiều luôn và tăng đam cực kỳ nhiều nha bạn, và tăng lên thêm có 1 giây à. Đó, đây mình nâng lên nha. Đó, đây nè, lúc này là cái vòng tròn này là mạnh nhất rồi nè bạn. Đó, bạn nhìn nè,
Ồ, ui, làm gì đây? Ồ, à, cái kiểu cái này là, ồ, hay quá vậy. Chỗ bạn nhìn kìa, đó, 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 nó ụp, ụp, ụp xuống nè, bạn nhìn nè. Nè, đó, bự lên xong ụp xuống nè, kiểu dùng đám bạn y chang trong phim luôn á. Làm đẹp thiệt sự, đó, xong đẩy, đẩy cái cục ra bạn, cái cục càng nhỏ, đam càng to nha bạn. Thì trong phim là Kuma còn một dạng nữa là cái gì mà lấy tất cả những các thương trong người của người bị thương ra bạn, xong chuyển qua người khác được luôn mà. Cái đó là những cái cục màu đỏ á, cái cục bao màu đỏ á bạn. Hồi cục này là kiểu nổ á, phát nổ á đó bạn, thấy không? Đó dồn dồn nè, đó hay ha. Xong trưởng ra đó, dồn bự ra xong nhỏ lại, xong rồi trưởng ra phát, nhìn hay thiệt sự á chứ. Đúng là admin game on tao khác nha bạn, một Kuma làm hết luôn á. Đó đó, siêu là trong 6 giây nha. Rồi để coi nâng tiếp nha. Trời, cái lần nâng này cộng thêm 4.5 giây, cộng thêm 10 tầm á. Ui vãi thiệt sự, mắc dữ vậy. Coi làm gì khác không? Ui cái vòng này mình thấy to hơn hay phải không, tầm to hơn hay là vẫn vậy vậy? Ủa nhìn nó bự vãi luôn á mày. Mày nhìn nè, nhìn trưởng cái chân gấu ra nó bự nè. Đó nè, trưởng ra nè, siêu bùng, trời ơi đã. Rồi bây giờ lên tới 10 giây rồi kìa trời, 12.000 đam. Vãi thiệt sự. Rồi lần cuối cùng nha, 3.300 nè. Đó, cộng thêm 6. Cộng thêm 6.000 đam hả? Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi, rồi nhiêu rồi? 19.000 đam nha bạn. Mình mới level 50 thôi đó, chưa 80 nha. 19.000 đam, 15 giây và tầm là 72. Trời ơi, đánh được cả quái bay luôn. Đúng thiệt. Con Kuma này đúng là mạnh nhất, mạnh nhất cái bài update này đó bạn. Con này là chuẩn là siêu phẩm luôn nè. Thì ở lần trước mình có nói Luffy nha bạn, Luffy cũng là siêu phẩm, nhưng mà mình nói là Luffy mạnh nhất trong những con 6 sao nha. Đó, chứ mình không có tính trong 5 sao vô nha bạn. Tại vì 5 sao nó còn mạnh hơn 6 sao nữa mà, nên mình không có tính được. Mình chỉ nói Luffy mạnh nhất trong tất cả những con 6 sao thôi. Cho nên các bạn đừng có tính mấy con 5 sao vô. Đó, 5 sao có nhiều con nó còn mạnh hơn 6 sao mà, giống như con Meta Knight nè. Đó, với lại con này nữa bạn, đó. Mạnh kinh khủng đi chứ, 6 sao không có cửa so với mấy con 5 sao luôn á. Xạo ghê chứ. Đó, kiểu vậy. Nên mình chỉ nói Luffy mạnh nhất trong 6 sao thôi. Còn Kuma nè các bạn, mình thấy mạnh nhất. Con này mới là siêu phẩm đó bạn, mạnh nhất trong bài update luôn nè. Mạnh hơn Luffy luôn mà. Trời ơi, đánh đam cực to luôn mày. Con này chắc 80 là đam ngang với lại con Meta các bạn. Đam với Meta, ngang với Meta là khi 80 là 22.000 đam á. 22.000 đam. Và X3 lên là kiểu 6 mấy ngàn đam mày. Y chang với con Meta luôn, nhưng mà thời gian đánh nó hơi lâu thôi. Nhưng mà thời gian đánh nó bù lại được nha mày, các bạn nhìn nè, cái dòng rất là bự nè. Đó, cái dòng nó bự kinh khủng luôn. Mà đánh được cả quái bay nữa. Ngon thật sự á trời. Đúng là Kuma. Đúng là bạo chúa Kuma có khác, mạnh quá trời mạnh. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Với lại cục ngọc này búp thêm được có một tí đam nha mày. Kiểu về sau cũng không hơn như đâu thiệt á. Mình nghĩ vậy á, về sau chắc không hơn như đâu, tại vì búp chỉ búp mới vô đây mà. Vậy là con Kuma này nó hơn được con Kuma bình thường có 178 đam á bạn, tỷ 2 lúc mà mới đặt ra thôi mà. Nên cục ngọc này phải búp cho mấy con mà thủ đầu ngon như mình nói đó, con này nữa bạn. Đó, con này bắn liên tục nè. Con này có 6 mấy đam quá yếu đúng không các bạn đấy. Đó, bắn liên tục, bắn liên tục mà mấy con này không có đau á. Có mấy con cái map mà ít Xeme một bên phần khó các bạn. Đó, mấy con mà chạy nhanh này nó trâu lắm nè. Nếu thủ con nọ thì nhớ đặt con này vô cái chỗ cái ô có cái viên ngọc lửa các bạn, là ngon nhất. Thủ đậu cực kỳ ngon luôn. Rồi để coi boss coi. Trời, boss kìa, bay màu trong tích tắc luôn. Đây, đó. Trời ơi, mạnh thật sự. Mà sao kỳ vậy, 6 giây vẫn vậy mà lên 15 giây vẫn vậy vậy. Đó, giờ đứng đợi các bạn, giờ đứng đợi. Vậy là theo mình đánh giá con Kuma này ngon nhất khi các bạn chỉ cần nâng tới cái lúc mà vừa đánh quái bay thôi nha các bạn. Là lúc đó hình như Kuma có 6 giây thôi à, là ngon nhất á. Là lúc đó hình như Kuma cũng được 7-8.000 đam rồi, đừng có nâng lên nữa. Nâng lên nữa rất là khó luôn á. Đó, nâng lên nữa là đánh quá lâu, đam to thiệt nhưng mà đánh quá lâu. Kiểu về sau nên mới nâng thôi, còn nên lúc mà thủ đầu á, thủ để đét mấy con quái bay á, thì các bạn nên nâng tới đó thôi là đẹp nhất nha các bạn, chứ đừng có nâng lên nữa. Đó, vậy là xong nha các bạn. Thì mình đã review cho các bạn xong con Kuma, bạo chúa Kuma của Tất Vũ Hải cực kỳ mạnh này, với lại cái cục ngọc rồi nha.
Đó, các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe kiểu mình có động lực còn nhiệt clip này nữa ha. Không giờ thì bye bye.